Não cá vàng sau sinh là câu chuyện bi hài không hồi kết của các mẹ bỉm sữa. Nhiều chị em vẫn tâm sự với nhau thời còn con gái có trí nhớ tốt lắm, chẳng biết sao đến khi mang bầu, sinh con lại xuất hiện chứng nhớ trước quên sau. Mới đây, trong một hội nhóm dành cho các mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội, mẹ trẻ Ho Anh đã tâm sự câu chuyện não cá vàng sau sinh của mình với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười. Nghe chia sẻ của chị Anh, nhìn nồi chim hầm đen xì cả nồi lẫn chim trên bếp của chị cũng mà ai cũng phải bật cười nghiêng ngả. Chị Anh tâm sự, chị có mua chim về luộc để xé thịt nấu cháo cho con. Đặt nồi chim lên bếp xong, chị vào phòng du con ngủ rồi quên luôn nồi thức ăn trên bếp. Đến khi chiếc nồi quá lửa cháy đen, mùi khét bay khắp nhà, chị Anh ngửi thấy vẫn một mực nghĩ nguyên nhân là nồi cá kho nhà anh Huy hàng xóm. Cơm trưa xong đâu đấy mị tranh thủ thịt con chim rồi cho vào luộc để gỡ thịt nấu cháo cho con, rồi mị bế con vào giường du con ngủ. Con gái mị không ngủ, cứ hò hét cấu véo mị, mị tức lắm nhưng vẫn kiên nhẫn hát du. Bỗng mị ngửi thấy mùi khét, mị bảo con, ngủ đi nhé, nhà bác Huy kho cá cháy kia kìa, chả là sáng hôm ý mị thấy nhà bác mua cá chép hay. Chắc là hối chấu, chưa ngủ nên cá cháy cũng không biết đây mà. 5kg cơ mà, béo mẫm. Vàng rưỡi, thấy sáng bác bổ ra kho. Ở đâu mẹ mị chạy sổ vào, đầu tóc còn rũ rưới, mắt đỏ hoe vì đang ngủ giờ phải bật dậy, hỏi gấp gáp, mày đun cái gì mà cháy khét lên thế? Đun gì chứ? Nhà ông Huy kho cá cháy đấy, sáng con thấy mua cá về kho mà, mẹ gọi thử xem. Rồi mị lại nở nụ cười ô yếm con tủm tỉm cười hình dung ra xong cá cháy. Đúng nhà mình rồi, xong gì đang khói mù đen gì kia? Chết rồi, con chim của con. Con luộc con quên mất. Mị bỏ con ở đó, vội lao ra bếp và thấy cảnh tượng một cột khói nghi ngút như người ta đốt vàng mã ngày rằm. Này đây chị Anh hài hước kể lại câu chuyện của mình. Tỏa ra mùi khét nồng nặc đúng mùi thịt khét và như. Không chỉ có màn chim luộc bóng đêm đầy tai hại này, trước đó chị Anh còn vô số những tình huống khóc dở mếu dở cũng chỉ vì đánh rơi não sau sinh mà ra. Chị tâm sự cùng cộng đồng mạng. Em đang vui tiện em sổ luôn ra cho các bác đọc nhé. Đây này. Em còn lúi như thế này cơ này, đi vệ sinh 10 lần thì 9 lần không xả nước, cũng như không tắt điện. Tên anh làm cùng là Bình, Vũ Tài Bình nhưng chuyên gọi là anh Tài. Cầm chìa khóa xe số ra mở xe ga rồi lẩm bẩm chửi. Cắm cơm chỉ cắm mỗi đầu vào ổ điện, đầu kia để là lơi buông phóng. Mẹ gọi đang cho con ăn thì bảo, con đang cho chó ăn. Giặt quần áo quên cho bột giặt, hôm sau phơi hôi mủ chửi xà phòng giả. Lại còn pha này nữa chứ, đội mũ bảo hiểm hỏng, nó bị rời phần nhựa và phần xốp trắng ra. Đã nghĩ phải cẩn thận, đội mũ áo phao xong đội thêm mũ bảo hiểm đè lên cho chặt thì lúc bỏ ra lại bỏ mỗi cái nhựa, đội nguyên cái xốp trắng trên đầu đi tung tăng lên chỗ làm. Đọc tâm sự của mẹ trẻ Ho Anh mà hội chị em bỉm sữa như được gãi đúng chỗ ngứa, ao ao rủ nhau kể lại những pha nhớ nhớ quên quên kinh điển của mình. Mẹ trẻ HT dí dỏm, có mẹ nào như em không? Dù con ngủ xong đặt con nằm võng, lượn qua lượn lại làm việc nhà nhìn lên giường không thấy con đâu tưởng con ngã xuống đất khóc bù loa lên tìm. Đang khóc thì thấy con nằm ở võng lại càng khóc to hơn vì ơn trời con tôi không sao. Hôn thôi nôi đợi y tuổi y con, lu cờ xong xuôi, mi nhờ bê con mê thở qua, nhờ anh ha nở rơi so mở bê cho lu cờ đế do nở dẹp thở. Em tha nở nhiên kêu em không biết do nở dẹp tật xong chồng em ho y con đâu em ơi. Thế là cả nhà gò y điện ho y mò y người. Cụ ổ y cu nở rơi em cha y sang nhà anh ha nở rơi so mà thấy con đang ngủ trên người anh ta. Hú hô nở, em tựa nở rơi mà tựa con mẹ bỉm sữa NL kể lại khoảnh khắc hú hồn. Ôi trời đối với em cháy thức ăn, quên đổ là chuyện quá bình thường, em còn đến trường đón con lại quên đón con. Đi họp phụ huynh quên cả tên con cơ, cô giáo gọi mấy lần mới sực nhớ rõ là xấu hổ. Lão chồng em lại còn hay trêu quên tên con chứ đừng quên mình có chồng rồi đi ngắm trai nhé làm em càng thêm tức chị HA cũng góp vui. Theo chuyên gia, hay quên là tình trạng thường xuyên gặp ở phụ nữ sau sinh. Nguyên nhân là do áp lực công việc, gia đình, thiếu máu não, suy giảm estrogen, thoái hóa tế bào thần kinh để cải thiện tình trạng đãng trí sau sinh, các sản phụ cần có sự chia sẻ. Giúp đỡ của người thân trong gia đình để tránh quá căng thẳng trong việc chăm sóc con mới sinh, sắp xếp công việc hợp lý, tránh thức khuya, tránh làm quá nhiều việc cùng một lúc, làm việc cần kết hợp với nghỉ ngơi, thư giãn ngoài ra, sản phụ nên chú ý rèn luyện trí nhớ như tăng cường ghi chép, đọc sách, giải trò,
chơi đồ chữ, tham gia các hoạt động xã hội ngoài trời, sắp xếp đồ đạc hay dùng ngăn nắp, thứ tự, dễ tìm.